Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Sugoi Fukudan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đen à? Đen. Đen ơi. Đen. Thôi. Sao? Không có ở nhà mà để cửa ta nói tan quát thì giống như mời ta vô lấy đồ hay sao á. Khổ ghê luôn nha. Con còn vợ mà sao nó tệ cái gì đâu á. Lớn già đầu mà y như con nít vậy đó. Dạy hoài không được. Chỉ biết từ 1 tới 10 thôi. À, thường giờ tôi tử tôi đếm từ 1 tới 9 nó cũng không xuất hiện đâu. Tới 10 nó nghe chữ 10 nó mới xuất hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy không? Tàn hình mất rồi. 10. Dạ có mặt. Hiện hình. Trời đất ơi trời. Phải bà không vậy bà đen? Tôi. Tôi hả? Ừ. Trời ơi. Nhìn một hồi cơ kìa. Đó ăn mặc như vậy nè. Y như con nít vậy. Tôi tưởng bà 13 tuổi không á. Ủa? Tôi 13 hả? Trời đất ơi. Trời ơi có người nói tôi 11 tuổi á. Không dám đâu. Thằng nào nó điên nó nói bà 11 tuổi vậy. Tao 11 tuổi thiệt mà. Không dám đâu chị hai. Chị có chồng rồi chị hai ơi. Làm ơn đi. Khôn ra giùm tôi chút xíu đi. Làm gì nãy giờ ở dưới bếp mà tôi kêu quá trời không ra hả? Đâu ở dưới bếp đâu? Chờ đâu? Ở ngoài bờ ao á. Làm gì ở ngoài bờ ao? Tắm con gà. Gì? Tắm con gà? Ừ. Thấy chưa? Thấy nó ngu chưa? Gà mà nó tắm. Đừng có nói với tôi là tôi kêu làm con gà từ sáng tới giờ chưa xong nha. Chưa xong? Chưa xong? Ừ. Nè, tôi đã nói là làm gà phải nhúng nước sôi. Có nghe rõ không? Có. Có hả? Ừ. Vừa ôm con gà vừa đi. Làm gà phải nhúng nước. Ra tới bờ ao. Quên chữ sôi. Quên chữ sôi hả? Trời ơi, trời ơi. À, cái chữ sôi là cái chữ quan trọng mà bà quên. Trời ơi. Bà không cho nó vô nước sôi làm sao nó chết hả? Hèn gì tôi nhúng nước cái bà ngốc lên. Tôi nhúng nước bà ngốc lên. À, chết. Chết sao được chết bà. Trời ơi cái nước lạnh tanh nó phải ngốc đầu lên rồi. Rồi làm sao bà làm được con gà hả? Thì tôi đè bà xuống. Ờ. Cái tôi nhổ một cọng cái bà giấy đạch 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 đạch. Cái tôi nhổ thêm một cọng nữa cái bà giấy đạch 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 vậy đó. Cái tôi tức quá. Ờ. Cái tôi đè bà xuống vậy nè. Trời ơi. Cái tôi nắm một chùm lông tôi nhổ cái phật. Nắm nguyên chùm mà nhổ cái phật. Ừ. Cái bà cười sằng 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 sặc. Cái bà nhìn tôi say đắm đậu ơi. Gà mà nhìn nó say đắm. Ừ. Trời ơi nó đau quá nó nhìn bà nó chứ say đắm cái gì. Vậy hả? Ờ. Đâu biết đâu. Rồi sao nữa? Thì tôi cứ giật cọng cọng lông đuôi tôi giật cái phức. Cái bà vừa nó chạy mất tiêu. Trời đất ơi. Trời có con gà thôi mà để cho nó chạy hả? Trời đất ơi. Rồi bà có rượt theo để bà bắt con gà lại không? Có sao không? Ờ vậy là còn khôn á. Dĩ nhiên rồi. Trời ơi. Cả sớm này ai cũng kêu tôi khôn quá đó. Trời ơi. Trời ơi sớm này kêu nó khôn. Nào kêu bà khôn đó cũng khùng lắm rồi đó. Ừ. Nè bà rượt theo rồi sao? Đậu ơi. Vậy? Cái bà gà này á, con gái mà mắc nết quá đậu ơi. Sao mắc nết? Ở chuồng ở trần chạy vòng ngông ở ngoài đường bà không biết mắc cỡ đậu. Bà giặt hết lông con người ta rồi còn đồ đâu nữa mà mặc mà không ở trần ở chuồng. Vậy hả? Vậy gì? Bà giặt hết bà gắn lên đầu bà kìa bà thấy không? Bà thấy đâu? Bà đây nè, đây nè. Đó đó y như là bà đi viên người thấy không? Thấy rõ ràng không? Trời ơi vậy na. Ờ, vậy na, vậy na. Cười gì? Nhưng mà đậu ơi. Vậy? Tôi nói đậu nghe nha. Sao? Bà gà của mình á. Ờ. Thấy cái anh gà trống ở nhà ông Bảy á. Ờ. Cái bà mắc cỡ bà. Ờ. Làm như là bà chính chia vậy đó. Cái bà lấy cái tay bà che lại vậy nè. Che lại vậy. Ờ, các bà gà mà lấy tay che hai cái cánh của nó đó bà nội ơi. Thì hai cái cánh cũng như hai cái tay thôi. Ờ hả, hai cánh cũng như hai tay thôi. Ừ. Rồi sao nữa? Xong rồi bà giấy tùm xuống ao thôi. Đúng rồi. Con gà nó còn biết mắc cỡ, nó thấy nó không có cái gì hết trơn á, nó thấy gà trống nó quảng hồn nó nhảy xuống nó che thân nó. Rồi bà có nhảy xuống để bà bắt con gà không? Có sao không? Ờ. Tôi nhảy xuống. Ờ bà nhảy cái xuống. Cái tôi chụp bà. Ừ. Cái bà vuột. Cái tôi chụp một cái nữa cái bà vuột. Mà hình như đậu ơi, con gà này hình như bà tha lô thình nó đậu. Bà tha lô thình là gì? Lô thình là cái gì vậy? Hả? Bà kem đó. Trời ơi. Ừ. Gà tha kem hả?
Nó không còn gì trơn, nó xuống nước nó phải trơn chứ sao mà nói nó thật em hả? Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng tôi với bà gà giặt lộn với nhau. Trời ơi, 15 phút sau thôi tôi mệt quá, cái tôi cởi đồ ra tôi tắm luôn. Hả? Bà cởi ra bà tắm luôn? Ừ. Bà cởi ra hết rồi không mát sao được. Giữa trưa nắng gắt mà bà cởi hết đồ ra, bà định chiêu đãi cho cả làng cả xã này biết phải không? Đậu vậy? Đậu nói quá à. Giữa trưa thì cũng có người thấy người không chứ đậu. Có người thấy người không là sao? Là người ngủ thì không thấy mà người thức thì người ta thấy thôi. Mà đậu ơi, sao? Hình như cái người ngủ ít hơn là cái người thức có đậu. Người ngủ ít hơn người thức. Ừ. Tại sao bà biết? Tại vì tôi hợp xuống tôi bắt con gà. Ừ. Xong rồi tôi đứng lên một cái, trời ơi đậu ơi, tôi thấy nguyên một rừng đàn ông nó nhìn tôi đậu ơi. Trời ơi tôi quê quá, tôi hụp xuống lại luôn. Hụp xuống, ngóc đầu lên, một rừng đàn ông nhìn nó. Tôi nói cho bà nghe, mấy cái thằng mà nó nhìn nó xấu lắm biết không? Nó xấu tánh lắm bà biết không? Đậu, cũng có người xấu người tốt chứ đậu. Có người tốt sao? Ừ. Ai tốt? Có ông trường vũ sát bên nhà mình đó. Sao? Ông kêu tôi là Đen ơi, mày lên đây tao cho mày mượn bộ đồ của vợ tao mày mặc kìa. Đó, ông tốt đó. Tốt quá à. Ừ. Không dám tốt đâu. Giả bộ đi dụ bà lên để nó nhìn bà đó, bà biết không? Ngu gì tôi lên. Ờ, đó ít ra cũng còn khôn được chút xíu. Tôi đã nói với ông rồi mà, người ta nói tôi khôn mà. Thôi, mới khôn được chút xíu mày đặt hãnh diện. Như vậy là không có leo lên phải không? Không, tôi không có leo lên. Nhưng mà tôi kêu ông Trường Vũ xuống thôi. Hả? Thôi sao nó làm cho tôi bất ngờ miết. Không chịu leo lên mà rủ xuống. Ừ. Trời ơi, rồi Vũ nó xuống đó, nó làm gì bà không? Ông đâu có làm gì tôi đâu. Ờ. Ông chỉ nói thôi à. Nói gì? Ông nói, Đen ơi, mày có nhột không chứ? Hồi nãy giờ tôi thấy mấy con cá nó rửa mà tôi thấy nhột lắm đó Đen. Ông nói vậy á. Ông nói vậy á. Thì ra không những người thấy mà động vật ao hồ cũng thấy hết luôn rồi. Trời ơi. Trong con nàng chồng tôi nó giống con khỉ già dữ rồi trời. À. Mày ngu lắm mày biết không? Đâu? Đậu mất dạy dữ đậu. Trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, bữa nay dám chửi tôi mất dạy nữa hả? Ừ. Hả? Má tôi dặn là vợ chồng phải kêu bằng anh em, không thì kêu bằng tên. Đậu kêu tôi bằng mày, rồi cậu biểu tôi kêu đậu bằng anh. Thế là đậu là ngừ, còn tôi là con gà hả? Trời ơi, ngon quá ha. Bữa nay lý luận rồi nữa ha. Ba không đánh mày không được. Đứng im nha. Tập nhà mà tao đánh mày cho mày coi nha nha. Đó. Ngon quá ha, ngoắt nữa ha, mời vào phải không? Ừ ha. Rồi bữa nay tôi không đánh bà, tôi là con bà. Đậu, tôi nói cho ông nghe nha, tôi là vợ của ông nên tôi nhịn ông đó, chứ cỡ ông hả tôi đá một cái hả ông lọt xuống sông á, ông ngóc cái đầu lên ba má ông nhận ông không ra luôn. Được rồi, đứng im đó, tôi đánh bà cho bà coi nè. Dính cháu rồi. Chồng ơi, chồng ngủ cho ngon. Rồi, ngủ rồi. Thằng này nó ghiền ầu ơ. Để coi cái tướng nó ngủ coi sao nha. Chào ô, tới giờ này tôi phát hiện ra chân lý rồi trời ơi. Chồng người ta ngủ như thiên thần, còn chồng tôi ngủ như con quỷ hả trời. Trời đất ơi, con quỷ hả? Con quỷ hả? Quá trời, dám nói chồng con quỷ hả? Đậu, đậu, Đen giỡn rồi đậu, Đen giỡn rồi đậu, tha lỗi cho Đen rồi đậu. Biết lỗi chưa? Biết rồi. Khoanh tay lại. Dạ. Xin lỗi coi. Đen xin lỗi đậu ạ.
đi vô nấu cơm. Cái gì nấu cơm hoài à? Trời ơi, chưa ăn cơm mà nấu cơm hoài gì? Để đem vô. Ê gì? Trời đất ơi, cái gì hả? Không. Dạ. Ừ. Đại biểu. Chuyện gì? Hồi sáng á, tôi đưa tiền cho đi chợ, còn dư nhiêu đưa đây. Hết rồi. Sao hết? Nhà có nguyên một con gà rồi mà đi chợ hết tiền là sao? Hôm nay nhà có khách mà. Khách nào? Thì con én đó. Én nào? Thì con én lượn á. Én thì nó phải lượn chứ không lẽ én đi bộ. Con én mà hồi xưa đậu mê nó đó, đậu đi hỏi cưới nó. Khi nó chơi đậu xấu, nó không có chịu. Khi đậu quê quá, đậu quay qua, đậu đi hỏi cưới tôi, cái tôi chịu liền đó. Trời ơi, tôi đi hỏi cưới người ta chê tôi xấu, người ta không chịu. Tôi quay qua tôi hỏi nó, cái nó hốt tôi liền. Ủa, mà sao tự nhiên con én lên đây làm gì? Nó thâm đen. Ê, xạo vừa vừa đó nha. Con én người ta trắng trẻo đẹp để làm gì thâm đen? Nó thâm đen thiệt mà. Thôi đi, ganh tị với con én không à? Con én người ta trắng trẻo nó đẹp, thâm đen là bà thâm đen đó. Có đậu, bữa hôm nay bà hết giữ ông rồi, sao ông ngu dữ rồi đậu? Trời, bà dám nói tôi ngu hả? Hả? Vậy tôi hỏi ông nè, tôi tên gì? Đen. Vậy con én nó lên đây nó thâm tôi là thâm gì? Thâm đen. Vậy con gì thâm đen nó là cái gì? Cứng họng rồi phải không? Thấy không? Cứng họng rồi. Bà nói chuyện bà không trắng phết rõ ràng làm sao người ta hiểu, làm sao mà anh đợi sợ tên. Ông qua đây. Vậy ông muốn tôi chấm phết phải không? Ông coi nha. Thâm đen đó là chấm nè, phết nè. Thâm đen cái nào cũng vậy thôi, cái nào cũng thâm đen thôi, cứng họng rồi phải không? Hết chảy rồi phải không? Cái nào cũng là thâm mà đen. Im. Trời ơi, tôi nói mày rồi, tôi nói mày bao nhiêu lần rồi, nói một thì hiểu mười chết rồi. Ăn cái gì mà ngu dữ rồi đậu ơi. Trời, ăn cơm. Trời, bằng miếng răng bằng tôi không hả? Trời, tôi miếng răng từ nhỏ tới lớn mà giờ cái răng nó muốn ngọn hết trơn, cái nuốt cũng bay đi rồi đó hả? Tôi hỏi bà tại sao con én tự nhiên nó lên nó thăm bà? Thì nó nghe đậu quánh tôi quá, nó lên nó thăm chứ làm sao? Thì ra là đi nói xấu chồng cho con én nghe phải không? Đâu phải có đâu, đâu có. Bà không nói sao nó biết? Ông có thiệt á, Hoàng cũng kêu em lắm anh ơi, ông có. Bây giờ tôi hỏi lần cuối nghe, có đi nói xấu chồng cho nó nghe không? Không có, em chỉ nói với bà tám kế bên nhà nó thôi, em không có nói với nó thiệt á, thể. Bà nói với bà tám. Danh hiệu của bà là bà Tám. Bà nói bà có nghĩa là bà nói cho cả làng cả xóm này biết hết rồi. Ủa, ảnh hưởng dữ vậy trời. Không ảnh hưởng à. Vậy để em qua em nói lại với bà nha. Rồi, đứng lại. Nói lại với bà. Nhanh quá ha. Bà bước đây. Bước ra. Dạ. Ngon quá ha. Đứng lên. Đứng thì đứng làm gì. Bà chửi tôi đó phải không? Dạ. Không có, không có. Không có chửi, không có, em không có chửi. Em chỉ tâm sự một mình em thôi. Tâm sự ha. Đưa cái cây đây. Đưa không? Không đưa là pẹt pẹt. Cái mặt nó sọc ta rô rồi đó biết không? Ta khôn hồn á. Quay xuống. Quay. Khoan ta lại. Không dạy quanh. Nè, bây giờ nha, tôi đếm từ 1 tới 10 nha. Bà phải nghĩ ra cái cách nào để minh oan cho tôi ha. Bà mà không nghĩ ra hả, bạc 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 bạc. Còn tôi nghĩ thôi. Ráng nghĩ ra cách nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có rồi, có rồi, có rồi. Có, nói nghe coi. Vậy, con én nó lên. Đậu làm đen, đen làm đậu đi. Đậu làm đen, đen làm đậu. Ừ. Là sao? Là bình thường đen nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Bây giờ ngược lại, đậu nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Còn bà làm gì? Quánh mày cái làm gì? Trời ơi. Ngon quá, tôi làm hết trơn rồi bà đánh tôi ha. Bà ngon quá. Không có. Làm vậy để cho con én nó thấy đậu tội nghiệp, nó thương đậu thêm thôi. À.
giống như là nó nghe nói á là tôi đánh đen không à, phải không? Đúng rồi. Ờ, mà bữa nay lên thì nó thấy ngược lại, nó thấy đen đánh tôi không? Đúng rồi, bình thường á đậu quýnh đen hoài à, bây giờ á đen quýnh đậu để cho nó thấy tin đồn của bà Tám không phải là sự thật. À. Ê, nhưng mà tôi dặn nha, đánh đánh nhẹ nhẹ thôi nha. Hồi nãy bà đánh tôi cái tôi trớ mới luôn á, đánh mạnh quá là tôi nổi điên lên á. Đã, 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 đã. Quan trọng là cái nổi điên á, nếu mà đậu nổi điên lên á, cho đen hát một câu thôi. Câu gì? Cho đen một ngày thôi. Đó là đậu xìu xuống và ngất ngay. À, nếu mà tôi giận quá tôi nổi điên lên mà nghe bà hát là cho đen một ngày thôi là tôi phải xìu xuống và ngất luôn. Ừ. À, rồi được rồi, bây giờ làm gì? Bây giờ, vô đây, đậu. Hả? Đi vô nhà, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, mau lên. Đi vô. Ngon quá. Nói hả, tao quánh rồi bây giờ. Đi. Trời, ngon quá. Cho đen một ngày thôi. Đây. Mày dính cháu rồi, tao ơi. Kỳ này con én nó lên đây, tao sẽ quýnh mày, ba má chẳng không ra cho mày biết đâu mày. Hương dập trời chim én liền, cây này đây trời xanh mây trắng bay. Nóng bỏ mẹ. Này có đứa nào ở trong nhà không hả? Này ơi có ai ở nhà không cho hỏi thăm tí nào. Ôi trời, cháu sang đây, sang đây. Ôi trời ơi, con ở đâu đấy hả? Bố con không báo cho cô biết là bố con có con mà sao gớm bây giờ mày lớn thế nhỉ? Ôi trời, bao nhiêu tuổi rồi con? Cặp mắt này là của bố này, mũi này của bố này, mồm này của bố này. Nhưng mà sao tướng bé tẹo con bao nhiêu tuổi mà mặt con năm già thế hả? Chắc là mày bị rú háp đây này. Ngày xưa bố mày to con tốt tướng lắm đấy. Sao bây giờ mày cứ bé tẹo thế này hả con? Ôi trời ơi. Thế là bố con... Bố con đâu? Thằng Đậu nó xui thế. Gớm có mỗi đứa con dai mà nó dở người. Người không ra người, khỉ không ra khỉ. Bây giờ nó đứng cứ như tượng mà không có linh hồn. Sao con cứ đơ ra thế? Cô đang hỏi con đấy. À, xịt keo thôi, đơ ra. Chết. Nãy giờ cô nói keo nó phun ra dữ lắm hả? Ừ. Thế chờ cô tí cô giải quyết cái keo này cho. Chỉ có nước là keo nó không dính. Thôi thôi thôi. Trời ơi. Con nào mà con. Én. Ôi. Mày biết cả tên cô nữa à? Không nhận ra anh sao? Tao tát cho mày vỡ mồm. Mày dám gọi anh với ai hả? Bố mày đâu? Đậu nè. Đây là đậu. Đây là đậu. Ôi, đây là đậu. Đây. Không nhận ra anh sao? Đây là đậu. Ừ. Thế đâu là đậy? Ê, trời ơi, em ơi, em có sao? Em đậu nè. Anh đậu. À. Sao mau thế? Mau gì? Ngày xưa anh như Rambo, bây giờ anh rút lại như quả ngô thế hả? Con đen nó nuôi anh vậy đó, nuôi riết bạn teo lại. Anh bước ra kia cho em xem. Trời ơi, người chỉ còn bằng cái bắp đùi ngày xưa là thế nào hả giờ? Ê. Đậu. Ê. Phải én không? Phải không? Én thì chứ còn ai. Không dám đâu. Én mà xưa rồi lùng hơn tôi mà sao tự nhiên giờ dài sọc vậy? Thẩm mỹ. Thẩm mỹ sao? Đi thẩm mỹ viện. Không dám đâu. Thẩm mỹ sao kéo dài sọc ra thấy ghê vậy hả? Ôi gớm. Anh bây giờ nó làm cái gì không được, nó làm ngắn không được, nó làm dài cũng được. Nó muốn kéo dài bao nhiêu thì dài bấy nhiêu mà. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà kéo chi dài sọc này nè, đâu có ít lợi gì đâu. Khổ. Em, cái tính của em làm cái gì em cứ làm tới nơi tới chốn. Anh thấy không, từ con mắt tới cái mũi đến cái mồm em làm hết. Nhưng mà em, ngày xưa là em làm vừa vặn thôi.
Không ngờ bố thiên sứ đó cái thằng bác sĩ cứ đưa thừa tiền không thối lại, nó cứ làm thêm chứ lị. Nó làm đến độ mà tiền trong túi em xanh mà nhan sắc em nó như thế này, nó làm bị nổ tay đấy. Trời ơi, làm anh nhận không ra em. Ôi, phải én đây sao? Én đây. Mày tên gì mày? Tên Én. Tao tưởng mày tên con rắn chứ. Chào quên mình làm gì mày quấn chồng tao như thanh xà bạch xà. Mày có tin tao quấn mày lời nọc nữa không? Ngồi dậy. Còn thằng kia, nhìn gì mày? Thấy gái là nhìn đúng một bên. Ăn gì chưa? Chưa, từ sáng giờ đói thối cả mồm nha. Đi vô dọn cơm cho Én ăn. Vô nha. Đi. Ngồi chơi. Cảm ơn. Ôi, này Đen, mày ngồi xuống đây bảo này. Chỉ có không bao lâu rồi không gặp được mày, sao bây giờ mày dữ thế hả? Ngày xưa mày hiền lắm cơ mà, sao bây giờ mày dữ thế? Bây giờ mày có uy nhỉ? Tao thấy mày... Đi vô! Ai cho phép mày ra? Dọn cơm mời Én ăn. Tao chưa cho phép mày lấy gì mà dọn cơm. Chừng nào tao cho phép mới được bưng ra. Đi vô! Đi! Nỡ tôi bưng ra rồi thì nó cứ cho tôi để xuống đi. Trời ơi, nó bắt tôi bưng ra bưng vô, nó hành tôi. Được rồi, một lát nha, con Én nó về tao đánh bài nó mà nhẫn mày không ra nè. Đen, sao tao thấy thằng chồng mày nó cứ như là mắt đằng dưới thế hả? Tao đánh riết mà nó bị khùng quá. Sao tao nghe người ta đồn bảo là nó đánh mày như cái mền rách? Đâu có, tao đánh nó thì có chứ nó làm gì đánh tao. Có thế à? Ừ. Sao thiếu tướng nó bây giờ cứ coi như teo héo lại thế? Tao đánh riết mà nó lớn không nổi là vậy đó. Ồ. Coi vậy chứ nó ngu lắm mày ơi. Thế à? Tao đếm từ 1 cho tới 9 nó cũng không ra, tới 10 nó mới ra. Có thế? Ừ, tao chỉ biết số 10. Có thế à? Mày coi tao đếm nha. Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đó. Đâu có ra đâu. Ừ nhỉ. Mày coi tao đếm tới 10 này nó ra nha. 10. Dạ. Tại sao mày trễ 2 nhịp? Tội thế. Trễ 2 nhịp là quýnh 2 cái mới có 1 thôi. Dạ. Mới có 1 à? Ừ. Thôi thế cho tao 1 cái nữa. Sao mày trễ thế hả? Ôi, đánh rồi mới thấy nó tội. Xin lỗi nha. Mời Én ăn cơm. Anh mời hai em dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Cảm ơn. Hai má. Anh mời hai má dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Ừ, để đấy cho má. Sao mà cứ bị chửi má thế này? Ôi anh, thằng chồng mày nó làm gì nó lầm bầm thế? Nó chửi mày chứ gì? Ô tiên sư bố thằng mất dạy. Hả, mày nghĩ mày chửi ai thế? Mày chửi tao là mày chửi lầm người rồi nhá. Mày chưa biết danh bà chửi như thế nào, bây giờ mày dám hỗn láo với bà. Bà đã từng chửi ở cái xóm nhà mình 12 thằng ra mẹ bà chửi một phát nó nằm lăn đủ ngã ngửa ra ngay. 60 mấy người trong xóm tao chửi, có thằng nào dám chửi lại tao không hả? Bà chửi hết xóm mình, bà sang xóm khác 10 mấy cái xóm ở trong cái huyện này, bà chửi không còn một đứa nào. Xin lỗi nhà mày mẹ, bây giờ tao hết chỗ chửi rồi, tao sang nhà mày tao tìm người tao chửi này. Bây giờ mày nghĩ sao mà mày chửi mà tao? Anh đây, đậu đây. Chào anh. Em chửi quá vậy. Không, xin lỗi anh, em đang tập kịch cho xã anh ạ. À. Ấy thế mà bây giờ tự dưng máu kịch nó lại lên, chứ không có biết chửi từ xưa đến giờ. Em hiền như mã sơ, trái tim em khô khờ. À, hiền như mã sơ hả? Vâng. Vậy mà tưởng đâu ma cây. Em bình tĩnh lại chưa? Dạ. Bây giờ ăn nha. Dạ vâng. Món thứ nhất, châu chấu rang muối. Ôi, châu chấu rang muối. Ừ. Bưng châu chấu mà kỷ niệm nó đập vào trong mặt,
Rồi ơi ngày xưa em như châu chấu, sống bên anh như con cào cào. Anh ơi, anh còn nhớ con châu chấu này không? Ngày xưa anh đã từng lội đồng bắt châu chấu cho em. Anh về anh rang muối, anh rang đến độ mà muối nó đóng từng tảng mà anh vẫn ngồi rang. Anh còn nhớ con châu chấu ấy không? Một miếng ruột anh cũng dành cho em. Mượn này mày đi chỗ khác mẹ hai đứa ta tâm sự này, rồi một cái càng anh cũng dành cho em, còn một cái chân anh cũng dành cho em nữa. Nín! Mày có tin tà tao cái gì là cháu vô mặt mày không mày? Đâu mày ăn lời phải không? Tại sao tao kêu mày mua cho cháu cái mà mày đi mua cho cháu được hả? Ôi, tao không biết con nào con đực, con nào con cái là tao con mày. Trời ơi anh ơi, sao anh rốt thế là vợ cho anh nó đánh cho anh một ngày thắm cữ là đúng rồi. Cổ quá, con châu chấu cái là con châu chấu nó có trứng, còn con nào không có trứng nó là con đực, hiểu chưa? Ai nói con đực không có trứng? Con đực cũng có trứng. Thế con đực cũng có trứng à? Có, mà ít thôi, biết chưa? Em hiểu rồi. Em, món thứ hai. Món thứ hai, động vật đồng nội lúc lắc. Lúc lắc hả? À, mày coi nó lúc lắc chỗ nào? Nó nằm im mà nó lúc lắc hả mày? Con này sao mày khó thế? Thế bây giờ nó sống thì nó mới lúc lắc, còn nó chết rồi thì làm sao nó lúc lắc? Nó chết nó phải nằm im chứ, chết nó lắc thế nào được? Mày nghe nó nói không? Mày nghe thằng em nói không? Cho em một ngày. Tao hiểu rồi, phải cho một ngày. Nhưng mà mày phải vừa vừa thôi chứ. Đậu sắp thành công rồi. Đậu sắp cảm động hả? Đậu sáng cố lên. Đậu sáng cố lên nhanh đậu. Cố lên nhanh đậu. Cố lên đậu. Món thứ ba, cơm chiên Dương Châu ăn với nước mắm. Ôi, cơm chiên Dương Châu nước mắm. Em thích quá. Khoan. Nuốt hết thì hả nói, ngậm một họng sao nói được trời. Em nhớ gắp miếng to quá. Nước mắm nè, cơm chiên nè, em nhớ không? Anh ơi, thấy bát nước mắm, thấy đĩa cơm chiên, tự dưng kỷ niệm lại về nó đập lại trong mặt em lần. Tại sao thế hả giờ? Bao nhiêu năm trời mà anh vẫn không quên tình yêu của mình qua chén nước mắm này hả Đậu? Bà xuống! Đậu, đây mà nước mắm hả Đậu? Tại sao tao kêu nước mắm đun sôi mới được đem ra? Chưa đun sôi, tanh rình ai mà ăn? Thì tanh rình vẫn ăn được mà. Ăn đi, nè. Đó. Sau đây xin quý vị xem tường thuật tại chỗ vụ tạt nước mắm tại nhà thằng Đậu. Đậu. Nước mắm đang từ từ chảy xuống mặt nạn nhân. Mũi nạn nhân đang phình to lên chắc là thối lắm đây. Ôi, lưỡi đã thè ra, chắc là mặn lắm nạn nhân nhỉ. Đang nổi sùng rồi. Ôi, có nghe hai tiếng gì không? Tiếng xì khói lỗ tai từ nạn nhân đấy. Và cuối cùng sẽ là nổi điên. Con quỷ, trời, tao giết mày. Đâu. Cho đem một ngày một lần thôi. Một giờ cũng được nữa mày. Trời ơi, Cho em một ngày. Mày câm miệng con quỷ. Mày xin hả? Có một tiếng đồng hồ là tao tơ tả mẹ nó rồi. Mày xin một ngày chắc nó quánh tao cha mẹ nhìn không ra. Anh Đường. Đường bộ con mày gì? Trời ơi, mày giả mang đến độ này. Hồi nãy tao vô, tao đẹp như một thiên thần. Hàng xóm của ba nhìn tao quá trời. Giờ tao đi ra chắc chó nó cắn. Thấy tao như con quỷ. Mày mằng cái gì mà ác dữ vậy? Hả? Tao về tao mát tới. Tới biểu tao lên đây là coi thử tụi bay sống sao. Tại tí biết cái tính thằng này nè.
Mày á là chuyên môn vũ phu lắm, mày ăn hiếp vợ mày dữ lắm. Hả? Mày ăn mày quánh nó hoài đồn tới dưới quê, tía nóng ruột, tía sợ con dâu của tía có chuyện gì. Còn con này nè, sao đầu óc lớn rồi mà nói không nghe vậy hả? Như con nít à. Mày nghĩ sao? Gì bay không à? Tao lên đây tao can tụi bay mà lỡ lòng nào mày quánh tao vậy hả thằng đậu? Tại anh giả gái em đâu nhận ra đâu. Tao không giả gái, tao chứng kiến được cái cảnh này hả? Thứ gì đâu không à. Bây giờ tao gì? Tao tơi tả rồi đậu. Tao tơi tả rồi đen. Hồi nãy tao nghe tao đi được 2 giờ bay chứng kiến cho thả mãn tụi bay nữa. Tao còn có chân rưỡi thôi. Thả mãn 2 đứa bay nghe 2 của con ôn dịch. Anh Đường, đừng có mét tía nghe anh Đường. Chết rồi, anh giờ anh mét tía đó. Tại đậu đó, giờ anh vậy mét tía giờ tính sao đây? Đen. Gì? Đậu nói thiệt nha, bữa nay mới đổi con chút xíu à. Bị Đen đánh vậy, rồi bị Đen đổ nước mắm lên đầu. Đậu chịu không nổi luôn á. Vậy mà mọi ngày đậu cứ làm những cái điều đó với Đen. Chắc Đen buồn lắm hả? Thôi vậy nha, cho đậu xin lỗi đi. Đậu hứa từ đây về sau đậu sẽ không bao giờ đánh Đen nữa. Thiệt hả? Thiệt, không bao giờ đổ nước mắm lên đầu Đen nữa. Nếu mà có chuyện gì á, hai đứa mình nhỏ nhẹ ngồi nói cho nhau nghe ha. Chịu không? Tại đậu không chịu khám phá Đen thôi. Chứ Đen bí hiểm lắm á. Bí hiểm như đỉnh Olympia không? Đúng rồi. Vậy bữa nay đậu quyết định sẽ thám hiểm đỉnh Olympia. Ê, đứng lại, đứng lại cho tôi thám hiểm. Thám hiểm hả? Ờ. Không dễ đâu. Ừ. Đứng lại. Đến nay nơi thâm sâu âm u, từng cơn gió lùa bên muôn cây reo vi vu, tựa như tiếng than van bao đau thương miên man suốt trong đêm trường 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 trường. Trên không gian mênh mang mây đen, tìm nhau kéo về âm 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 âm. Từng cơn bão bùng bao la vây quanh bên anh, nghĩa trang lạnh lùng 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 lùng. Cái nhà này thấy ghê thiệt. Không khí đã ma quái, để nhạc còn quái ma. Cười mà còn có bị sặc nữa chứ. Pháp sư Trần Phiêu Diêu chuyên gọi hồn người chết và điều khiển âm binh. Đúng đây rồi. Ông hẹn mình 10 giờ sáng rồi mà sao không thấy ai hết trơn rồi. Alo. Alo. Ừ, tôi đây. À. Chờ một tí nha. Dạ, chờ dạ, một tí. Alo, bà chị đấy hả? Vâng, em đây, Phiêu Diêu đây. Vâng. Em nghe bà chị sắp đi chợ, em tính gửi bà chị số là hôm nay có khách em không đi chợ được bà chị ạ. À. Vâng. Thế hôm nay chị biết rồi, ôi giời ơi, ăn thịt ăn mỡ nhiều lắm rồi. Giá là hôm nay ngày rằm, có gì chị mua hộ em hũ chào nhá. Vâng, dạ, em tính làm món vịt nấu chào. Vâng. Cảm ơn bà chị nhá. Vâng, chào. Cái gì mà vào nhà na ầm ý nên thế hở? Dạ, chào thầy. À, thầy đây chắc là Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Thế mà nhìn tướng thì không biết à. Nó mỏng thế này thì mới phiêu diêu khắp nơi được chứ. Dạ. Yeah. Chỉ cần gió thoáng một cái là từ đây đến San Francisco. Yeah. Để phiêu diêu khắp nơi để cứu nhân độ thế mà. Dạ. Yeah. Thế đi đây có việc gì?
Dạ vậy mà còn con nghe tên thầy con tưởng thầy sắp phiêu diêu miền cực lạc. Ôi bà vào cái mồm anh này nói vớ vẩn. Dạ con nghe đồn là thầy gọi hồn người chết về dương gian có đúng không thầy? Khi anh đã nghe đồn tức là đã có rồi người ta mới đồn. Hiểu dạ. Không? Chứ đâu có ai mà dư thừa chả ai biết tôi là ai lại đồn làm gì. Dạ. Đây này tôi nói cho anh nghe. Cái chuyện đấy là chuyện của tôi. Dạ. Nghề đấy là nghề của tôi. Dạ. Tôi nói thật với anh người phàm mắt thịt anh làm sao mà thấy được. Chỉ có cao tay ấn như tôi thì tôi mới thấy. Đây không phải là bình thường cái nhà này bình thường như thế này. Anh thấy lặng lẽ như thế mà ma nó đứng đầy xung quanh anh. Ghê quá vậy thầy. Thầy nói nghe ớn quá. Nhà thầy nhiều ma. Hèn gì nãy con bước vô đó con nghe lạnh quá. Mày đứng ngay cái máy lạnh nó xỉa xuống mày thì không lại nhà. Ma thì ma chứ làm gì có chuyện mà lạnh vì ma gớm. Này nhưng mà tôi nói anh nghe, nhiều khi anh nhìn anh không biết đâu nhá. Mà đôi khi nữa, đây tôi làm bạn với ma nhiều quá gớm, ngày nào cũng gọi hồn nó lên. Thế bây giờ tôi nhìn anh tôi tưởng anh chả biết anh là người hay ma. Thông cảm. Con là người, ma đâu có mập như con. Nói thiệt con nghe nhiều người nói lắm rồi. Thầy gọi hồn được người chết cho nên bữa nay con không có tin. Bữa nay con tới kiếm thầy để coi có đúng không vậy mà. Không tin thì anh cũng phải tin thôi. Tôi nói thật với anh, nếu không có việc mà người chết trở về được thì ông Quốc Dũng ông đã không viết bài Người Về Từ Lòng Đất. Rồi nếu không có hồn trở về được và mình đến mà mình không đi thì ông Trịnh Công Sơn ông đã không viết là Một Cõi Đi Về. Ê, thế anh biết cái Một Cõi Đi Về ấy là đi về đâu không? Dạ về đâu thầy? Ốt Hiêu. Nghĩa đi à chứ đâu. Đấy có đi là phải có về. Đi mà ở luôn thì ai mà nuôi cho nổi. Ấy thế phải có đi phải về. Dạ thầy thầy. Thầy còn sai được cả âm binh nữa phải không thầy? Ôi cái đấy thì còn phải nói gớm. Âm là gì? Âm là dưới. Binh là gì? Binh là lính. Âm binh là lính dưới. Thế là lính dưới thì phải có người trên khiển nó thì nó mới làm được đúng không? Yeah. Tôi là người trên của nó. Chính vì điều đấy tôi đã sai được nó. Anh biết không cái dạo mà Mỹ đánh Iraq? Dạ. Yeah. CIA mời tôi. Trời ơi. Khiển âm binh. Tôi khiển bọn âm binh nhà tôi sai đi một đoàn. Nó vào đến tận dinh Saddam Hussein. Gớm anh biết nó ngồi nó nghe hết tất cả về những cái mà chiến lược quân sự của Saddam Hussein. Trời ơi, nói vậy thì Mỹ có lợi quá phải không thầy? Lợi mẹ gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Mấy đứa nó đi về tay không hết. Ủa sao vậy? Trước khi đi nó có học tiếng Iraq đâu mà nó hiểu. Thế hôm nay anh đến đây, anh đến đây là anh nhờ tôi làm việc cho anh hay là anh điều tra tôi đấy? Dạ, con đâu có dám. Con tới đây là có chuyện quan trọng, nhờ thầy làm phước giúp giùm con. Việc gì? Dạ. Thế anh tên gì? Dạ, con tên Đức. Anh Đức mà hôm qua gọi điện cho tôi bảo là vợ đi câu ở Hồ Sang Phăng xong mất tích luôn không về vậy? Dạ, đúng rồi. Tội nghiệp vợ con lắm, tính nhờ thầy gọi hồn vợ con về. Thầy mà làm được á, cam đoan con sẽ hậu tạ thầy. Này tôi nói anh nghe, tôi mặc dù tôi nghèo thật, không có gì, thấy không, không có gì, bình thường không có gì, không có ăn nó mới gầy thế này. Nhưng tôi đã làm phước thì không nói đến tiền. Lô ma lì, ok? Yeah. Lô ma lì. Đại khái là tôi giúp anh thôi. Còn đến cửa thánh mà anh đã nói như thế, anh là phạm thượng, hiểu không? Thôi cứ ngồi lên đây. Ngồi lên đây rồi bàn việc với tôi. Rồi muốn gì tôi sẽ giúp cho. Dạ. Ừ. Trời ơi. Mang vớ vào, mang vớ vào. Sao vậy? Cái này cũng 15 ngày chưa giặt phải không? Mang vào, cứ tự nhiên. Cơm đã mang đến đây thì còn việc gì phải tháo ra. Mang vào. Mất vệ sinh. Còn không có cố tình nói như vậy. Tại con không biết cho nên con mới nói là thầy nghĩ chứ con không phải là con không tin thầy đó.
chào thầy ạ. Nó chào tôi thôi đấy. Nó mới bước vào tôi tưởng đâu James Bond. Gom nó rút cái cạc visit cứ tưởng nó rút súng thôi. Thôi quá thầy. Tại mình cũng làm thiện nhiều quá sợ nó bắn. Này, thế à, con là đứa nào đây? Thầy không nhớ con sao? Đứa nào nhỉ? Tuần trước mẹ con có đến đây. Thế mẹ con đến đây có dắt con đi không? Dạ không. Ủa? Con quên. Mẹ nó không đến đây không có dắt nó đi mà nó hỏi tôi nhớ nó không. Mẹ con có nhờ thầy gọi hồn bố con về để mẹ con gặp. Trời ơi, mẹ con mừng lắm. Để tỏ lòng biết ơn thầy, hôm nay sai con sang biếu thầy một chút quà. Thầy làm là thầy chỉ làm phước, mẹ mày quà cáp làm gì nhá? Đem quà cáp làm gì mà to thế hả con? Đâu có gì đâu thầy, trong này chỉ có mỗi cái đồng hồ Rolex, chỉ có 26.000 đô chứ mấy. Trời ơi, 26.000 đô mà nó không có gì. Chắc hàng này con tỷ phú hả thầy? Nói cho anh nghe, tỷ hay không thì không biết. Before đó thì tôi không biết, nhưng after I know. You know? Yes, I know. Dù biết như thế nào không, là tại thế này này. Mẹ nó đến đây nhờ gọi hồn bố nó về. Yeah. Ê, thế một tháng bà đến 4 lần. Yeah. Y như rằng 4 tuần bà trúng chút bờ nô tô. Đấy, tôi bây giờ lên tạm này. Thầy nói con nghe. Đối với thầy 26.000 đô la nó to thật. Nhưng thầy không lấy, đã làm phước là không lấy. Thôi con cứ mang về. Dạy việc, thầy không lấy đâu nhá. Thầy làm như thế là phụ lòng mẹ con ấy. Nhưng mà thôi, thầy không nhận thì để con mang về. Ô, lại, bà đây. Thôi đưa đây. Gớm. Ừ, thôi thầy không lấy thì phụ lòng mẹ con với phụ công của con. Thôi gớm, thầy lấy cho mày vui đấy. Chứ bằng này chả ăn thua gì. Gấp 4 cái này gọi đưa tao không lấy tao con mày. Thôi ngồi chơi nhá. Người cả nhà ngồi chơi chờ thầy tí. Dạ. Thầy điện cho bà ấy dặn bà mua thêm đồ. Ano. Vâng chị đấy hả? Ừ. Vâng. À, đúng rồi. Ê nhỏ, trong nhà này vô ai cũng bay hết trơn, không có đi. Nhỏ, bộ có ông thầy ở đây giỏi lắm hả? Dạ cháu đâu có biết, nhưng nghe mẹ cháu nói chưa gặp ai giỏi như thầy Phiêu Diêu. Nhờ thầy mà mẹ cháu nói chuyện được với bố cháu bên kia thế giới đấy. Ba mày chết lâu chưa? Chưa có thấy siêu không. Là cái gì? Là giấy lao mặt đó. Chị vậy? Mỗi lần nhắc tới bố cháu là cháu phải khóc thôi mà. Thế chứ đâu? Tao làm gì có. Con thầy có nè. Thầy đỡ đi. Đây. Nè, đừng nín đi. Ba mày chết lâu chưa? Dạ chết hơn 1 năm rồi ạ. Chú thấy không, khi răng sữa của cháu rụng xuống thì bố cháu cũng rụng theo luôn. Thôi tội nghiệp quá vậy. Mà bắt thôi được rồi. Này, nghe tao hỏi, tại sao ba mày chết? Oan lắm chú ơi, oan lắm chú ơi. Oan là oan sao? Bố cháu bị bắn chết oan nên mẹ cháu khóc ròng rã suốt mấy tháng trời. Quá. Nè, mà tại sao ba mày bị bắn chết oan? Cướp ngân hàng. Hả? Thế mới bảo là chết oan. Trời ơi,
bốn phát M79 mà thục cãi dòng họ mày không chết là hơn đó. Cái gì mà nó mình ổng chịu không nổi. Thôi về tới mày. Mà sao chú hỏi nhiều thế? Trời mệt quá. Thôi cháu về đây. Đâu vậy? Cửa vô đây mà. Con xin phép thầy con về nha. Thằng bé nó về rồi à? Dạ dạ nó về rồi thầy. Anh có đuổi nó không mà nó về thế? Dạ đâu có đuổi. Tự động nó về mà. Ừ. Thầy ơi, gì? Con nói thầy nghe nha. Hồi nãy con vô là con giỡn chơi thôi chứ với thầy thôi chứ thiệt ra là con tin thầy lắm. Thầy là một người rất là giỏi. Dạ. Tôi nói thật với anh nha. Dạ. Làm cái nghề này cũng vì căn mạng mà tôi mới làm thôi. Chứ khổ lắm anh ạ. À. Gớm mà hôm nay thế anh gọi vợ anh về có việc gì? Mà vợ anh như thế nào anh kể tôi nghe rồi tôi giúp cho. Trời ơi, vợ con bị chết đuối. Mấy tháng này đêm nào nó cũng hiện về, làm con ngủ không có được. Đây này, nếu đã hiện về như thế, tất nhiên bà phải có sự oan ức. Thôi bây giờ anh cứ kêu bà ấy về đi, đôi khi bà còn thiếu nợ ai ở trên trần gian, bà không muốn vướng víu, bà nhờ anh trả hộ thì sao? Vậy thôi khỏi kêu bà về thầy. Anh sao mà chưa gì nghe tiền là anh đã chạy rồi. Đây này, tôi nói cho anh nghe, nghĩa tử là nghĩa tận nhá. Mình phải giả nợ cho người khuất đi ấy, thì người ta mới phù hộ lại cho mình. Tôi nói với anh rồi. Đây này, hôm trước có bà kia, bà đến bà nhờ tôi gọi hồn lên chồng bà về. Gớm, bà thương chồng bà kinh khủng. Bà đến lo đến độ này cơ anh ạ. Bà hỏi anh ơi, thế anh chết rồi anh ở đấy, anh ở đâu mà có sung sướng như là ở với em không? Ông chồng ông cũng nói, ông bảo là anh ở bây giờ là sướng hơn ngày xưa ở với em nhiều. Thế bà mừng lắm, bà nói ôi rồi con lạy rời lạy Phật, đã cho chồng con lên đến được Tây Phương Cực Lạc rồi. Thành thử mới chồng con mới sướng. Ông nói không, ông còn dưới âm phủ cơ. Trời ơi, ở dưới âm phủ mà nói còn sướng hơn ở với vợ hả? Bà này không thua gì vợ con nha thầy. Thôi đây này, ấy chờ tôi tí. Dạ. Thế bây giờ lấy hộ cho thầy cái đĩa kia với. Dạ dạ. Rồi để đây, để đây. Bây giờ thầy làm cho anh. Dạ. Bây giờ anh deposit 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, 9 cái này là đốt về thiên đình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái này là đốt về âm phủ. Một cái này là tôi đốt ở đây để gọi hồn vợ anh về. Tổng cộng là 270 đô. Kể cả tiền deposit. Ơi thầy ơi, gọi hồn sao hao dữ vậy? Đốt tôi sơ, tính cái này có 10 đồng một tờ thế mày. Đủ cần đốt nhiều vậy thầy? Anh này buồn cười nhỉ. Thế anh sang Úc anh có xin visa không? Dạ có. Đấy, anh xin visa thì đây tôi cũng xin visa cho vợ anh đấy. Có phải visa thường đâu, cái này là visa express. Gọi là nó phải về ngay là express, hiểu không? Anh thử ra mới đưa cái visa này. Mà bây giờ tôi cũng không biết vợ anh là đang trên hay là ở dưới. Thành thử ra tôi cũng vừa gửi lên trên mà tôi vừa gửi xuống dưới. Đụng đâu thì nó về đấy, hiểu không? Không biết chắc chắn là vợ con ở trên không ở dưới đâu. Đôi khi nó ở dưới thì sao? Không có đâu. Tại vì lúc còn sống á, bà giúp biết bao nhiêu người lâm vào bước đường cùng. Thế vợ anh cũng làm từ thiện, thế ngày xưa bà làm gì? Dạ, mở tiệm cầm đồ. Bây giờ tôi nghĩ bà nằm còn dưới hơn cái chữ dưới. Thôi bây giờ bỏ vào đi, rồi tôi thầy làm phép cho. Dạ, con để 300 cho thầy. Có tiền bo nữa hả? Dạ. 30 đấy xem như tiếp nha. Dạ, dạ, dạ. Never gì thơm. Dạ. Đây, bây giờ ghi tên tuổi vợ anh vào đây. Tôi thắp nhang rồi tôi làm pháp sự đây. Ghi rõ ràng nhá, tên tuổi nhá. Hôm trước có bà kia, bà đến, bà kêu ông kia, ông đến, ông nhờ gọi hồn bà vợ về. Ông ghi làm sao, tôi đọc hồi bà mẹ vợ ông về luôn.
Ghi nó tên gì? Dạ vợ con tên là Vương Ngọc Tị. Ừ, thế ghi tuổi bao nhiêu? Dạ sinh 1969. Ừ, thế ghi số nhà địa chỉ vào đấy nha. Dạ con ghi rồi thầy. Ừ, rồi thầy làm pháp sự rồi tôi kêu cho. Dạ. Không ai mà kêu được như tôi đâu. Tôi bảo với anh rồi, tôi mà đã làm thì chắc 100% là bà ấy phải về thôi nhá. Dạ. Con có bỏ vô cái bao này không thầy? Ờ, bỏ vào bao đấy hộ thầy đi. Dạ. Mày chỉnh thử xem là nó có chưa ngay thẳng chưa? Dạ ngay lắm rồi. Nó méo méo tí người dưới âm phủ không về. Dạ vâng. Thế chờ tôi tí. Dạ. Đây anh thắp cây nhang đi. Dạ. Thế rồi tôi đưa cho anh. Gớm tôi nói anh nghe nè, khối người đến đây nhờ mà phải duyên phải số thì tôi mới gọi. Gớm 300 mà nói nãy giờ tí uống thuốc hết 700 rồi. Giờ con khấn hả thầy? Ừ khấn đi xong rồi thầy đọc thầy tuyên sớ cho. Em ơi, sông khôn thác thiên về đây phù hộ cho anh trúng lô tô. Thằng nào cũng thế, chả bao giờ gọi vợ về mà hôn một cái, lúc nào cũng chỉ tiền thôi. Thôi đứng đấy, thành tâm vào. Dạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Chiều chiều ra đứng ngõ sau mối cay quá thầy, coi nó cay mắt quá. Dạ tiếp thầy, tiếp thầy. Trông về nghĩa địa ruột đau. Ủa thầy. Ủa thầy người ta bao tử thầy hay sao? Vô duyên thế. Sao thầy? Ta đang tấn mà đây mày kêu nó về, mày cũng phải đau đến độ nào nó mới thấy thương tâm nó mới về chứ. Để ta làm. Trông về nghĩa địa mà ruột đau chín chiều. Đọc tí nữa ta đuối luôn. Đây ngồi thành tâm vào tôi đọc sớ đây. Dạ. Đọc sớ tôi gọi hồn nó mới về hiểu không? Dạ. Gớm thầy làm này chỉ là đủ tiền nhang khói thôi anh ạ. Thế nãy giờ thắp bao nhiêu nhang? Đèn chưa thắp tại phí quá. Giờ tôi đọc nhá. Gia chủ Vương Ngọc Tị trên ấy in tu in nít. Cái gì thầy? Là dịch sang tiếng Anh. Oh, translate. Bây giờ vợ anh đang ở Mỹ mà. Đã ở Mỹ thì mình phải viết sớ bằng tiếng Anh. À, dạ con hiểu rồi. Quốc tịch Mỹ là chết là phải đổi sang tiếng Mỹ. Không cứ gì quốc tịch Mỹ, nắm cái thẻ xanh là phải viết bằng tiếng Anh rồi. Dạ. Gia chủ Vương Ngọc Tị chen trên ai in tu in nít nạch kinh bơ xỉ nách. Thầy, vợ con nó phải tên vậy? Đúng cái tên vợ nó, mặt nó cứ đần thối là đúng tên rồi. Đâu có đúng. Vương là gì? Vương là vua, vua là phải là king không? Ngọc là cái gì? Pơ. Pơ là ngọc cái này. Xì nách là rắn, rắn là tị đây. Tao dịch không sát một chữ nào à? Thì thả lên tao mới đọc king pơ xì nách. Gớm. Nghe đây này. Kinh bơ chỉ nách hành canh sinh ư kỷ dậu niên lạch dìa óp được chiếc cần. Ba tuổi xong chín
hành canh tam thập thất tê tơ đi sẽ vần diệu trình quán củ chi Việt Nam bon được củ chi Việt Nam. Thầy nào không có dấu nguy hiểm thầy. Gia số 2358 trên tờ lộ. Trên tờ lộ, lộ là đường đấy, hiểu không? San Jose, thành phố Cali, tiểu bang 95112. Hiệp Trung Quốc Huế Kỳ. Address to Trify Center Road San Jose City, California 95112. Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ American United of America. Nếu mày thông cảm ra mới qua có mấy năm đọc không vậy. Die in the water. Nó chết biển, nó chết ở đâu? Hồ. Die in the water of the lake. Please give my dear come back to me and tell me something happened. Why you die? And tell me where are you now? I tell your husband hot sack đem về chôn. Có lẽ quá vậy thầy. Cái lại mày. Sao nó lẫn lộn tùm lum vậy thầy? Tìm chữ. Tao không biết cái chữ hốt xác là gì, tao đọc mẹ nó tiếng Việt. Đọc cái này xong tao đuối luôn. Tao đuối còn hơn con vợ mày lúc chết. Thôi để đây. Tao ngồi tao kêu nó về. Dẹp dẹp mấy cái này cho thầy ngồi xem nó nói gì. Thầy. Rồi nó nói rồi. Nó nói gì thầy? Nó nói mình thầy nghe thôi, mày không cần nghe. Giờ tao mới giải thích chứ, nhiều khi tao giải thích đúng tiền tiếp nó có tí. Chứ để nó nói thẳng với mày làm gì có tiền tiếp. Ôi sao nó thầy? Nói rồi. Đây này. Nó nói là nó nhớ mày lắm. Trời ơi, vậy thầy. Mà gớm sao mày cúng gì mà mày cúng lắm thế? Nó mới chết một tháng mà nó lên 20 pound rồi. Ngày nào mà em cúng vịt quay, heo quay cho nó hả? Bonetezone. Nó nói không cần phải thế. Rồi câu thứ hai, nó nói là con lấy vợ thì lấy vợ ở Mỹ, không được về Việt Nam lấy vợ nhí. Thì kỳ vậy thầy? Cũng muốn lấy ai lấy chứ? Ai biết nó nói mà. Tao chen chỉ này thôi. I don't know what her mean. Con không cần biết mấy cái chuyện đó. Cái điều quan trọng là con cần biết xác nó đang ở đâu để con đem về funeral home. Xác thì không cần phải hỏi. Tao không nghe nó nói gì về vấn đề xác. Nhưng xác không cần phải hỏi. Thầy gieo một quẻ thì thầy biết nó ở đâu. Việc gì mày phải khổ thế? Nãy giờ mày hỏi xác mày đâu tốn mẹ nó 300. Không. Chỉ có hỏi đây này. Tao gieo quẻ là tao biết. Thiên linh linh địa linh linh. Cái gì cái thằng Josh. Vợ anh chết đuối phải không? Dạ đúng. Gớm quẻ linh thế, tôi gieo một phát một nó lên 4 chữ đa thủy tắc trầm, chắc chắn vợ anh chết phải nằm dưới nước. Chứ túi không lẽ nằm trên bờ. Thì bởi thế mới bảo quẻ linh.
chết đuối mà nằm trên bờ thì hư mẹ cái quẻ rồi. Thầy thầy chờ con chút, con có điện thoại. Ừ, cứ việc tự nhiên. Alo, à, Đức đây. À, sao? Thế hả? Ở đâu? Sacramento hả? Có chắc không? Đúng rồi, vợ tôi đi câu rồi bị mất tích đó. Có thiệt không? Thiệt hả? Thôi được rồi, tôi tới liền nha, bye. Tìm thấy xác rồi phải không? Thấy chưa, khỏe linh không gớm thế mà không ai không tin tôi rồi là không được rồi, thấy không? Đúng, tôi bảo đúng là phải đúng thôi. Tìm thấy xác mẹ gì? Hả? Nó bỏ tôi đi sống với thằng bạn thân ở Sacramento rồi. Còn sống nhăn mà đi gọi hồn. Nhưng mà anh phải không biết là bây giờ anh tìm vợ anh là được rồi. Gì? Tôi á là muốn kiếm biết xác nó ở đâu hả, mới nhờ ông tới gọi hồn về để mà còn biết chỗ nào để báo cảnh sát. Ủa tầm bậy tầm bạ không à. Thế anh muốn vợ anh chết lắm à? Rốt anh chứ còn gì nữa. Làm mừng hụt mấy tháng nay à, mất mẹ nó tiền bảo hiểm nhân thọ rồi, dẹp ngay đi cha. Bực mình. Sao tự dưng bà ta dẹp nghề? Bây giờ ta dẹp nghề ta lấy gì ta sống đây? Hả? Mày là cái gì mày bà ta dẹp nghề? Sợ, xin lỗi mày, ít nhất cũng lừa mày được 300. Ủa? Mày lấy mẹ luôn 300. Trời ơi, sao hôm nay tổ chát thế hả trời ơi? Mày thảo nào cái này nó có điểm, nó cứ chạy lên chạy xuống mãi đi. Gấm gọi hồn người nào không gọi, gọi ngay đúng hồn người còn sống. Kèo ơi, mang cho bố cốc nước. Dạ. Mệt bở cả hơi tai. Mày ở trong nhà mày cứ chạy mãi cái này, hôm mày đâm đầu vào trong tường mày chết nha. Làm ăn đã không được rồi, không có tiền đâu mà lo cho mày. Đưa nước đây. Thằng này nó cứ xem cartoon mãi, bây giờ mày cứ như cartoon ấy. Sửa tướng lại. Mày ngồi xuống đây thôi. Tán một phát là chết bây giờ. Này bảo đây. Bố. Gì? Ông ấy đang nhờ bố gọi hồn. Sao ông ấy bỏ đi vậy bố? Xui quẩy. Hôm nay bố mày gọi ngay hồn người còn sống. Nó về rồi, may mà nó không tán cho bố mày không còn cái răng nào, chứ đừng nói mày còn được vài cái. Lâu lâu xui một lần mà. Đừng có lo. Sao đông qua gì? Ông tát cho mày không còn một cái răng sữa nào, bây giờ mày còn nhái tao mày đông qua gì à? Bố mày không biết tiếng Anh thì bố mày đọc đông qua gì kệ tao. Con người có số đấy. Số cái gì? Sắp chết tới nơi rồi, số gì? Giày dép còn có số cơ mà. Ai chả biết giày dép có số. Đây này nhé, cũng là đôi giày số 47 mà loạn vào chân của bố đó thì toàn đi cắt cỏ thôi. Mà loạn vào chân tài tử điện ảnh Tom Cruise thì toàn đi chân thảm đỏ. Thấy chứ, việc gì phải lo. Ủa nhỉ, thằng này nó bé bé mà sao nó thông minh vậy? Thông minh à, đúng rồi, nhưng mà bây giờ bố nói con nghe, gớm lúc nãy gặp cái thằng nó hiền, chứ nếu hôm khác gặp tình trạng này mà gặp thằng nào nó dữ dữ nhá, nó báo cảnh sát thì túm hết hai bố con mình vào trong treo, lúc đây là chết. Và bây giờ nếu mà làm thế này thì tiền đâu nữa mà sống hả con? Bố yên tâm đi, luật sư này, bác sĩ này còn có khi bị rút bằng hành nghề vì làm bậy. Bố làm bậy đâu có sao. Cái nghề gọi hồn này thì làm gì có bằng để mà rút. Con của tôi, không nhẽ tao gọi mày thần đồng. Thôi hạ xuống hai bậc còn chỉ thôi con nhé. Bố sợ mày lên mặt lắm. Nhưng mà con thông minh quá, con thông minh lắm, con có biết không? Trời ơi, cha nào con ấy. Bố, bố.
hỏi. Cứ tự nhiên. Bố có gọi được hồn người chết thật không bố? Mày nhìn cái mặt tao có như chết xi măng không? Nó đơ rồi đấy. Gớm sao tao mới khen mày thông minh, sao bây giờ mày ngu đột xuất thế hả? Bố mày đã gọi được hồn người chết thì tao đã gọi hồn mẹ mày về tao mắng cho một trận rồi. Đi vào dọn cơm ăn. Dặn rồi đấy chứ. Giờ này đã chưa có đứa nào ở ngoài sân đình cho ông sai việc cái nào. Cái thằng mõ đâu rồi? Ô, hay nhỉ? Mõ đâu? Thằng mõ đâu rồi? Hả? Đứa nào đây? Đứa nào đốt chát gì ngoài đây đây? Mới sáng tinh mơ nó làm ầm ĩ lên rồi. Ôi con lạy cụ xã. Thế mà con cứ tưởng cái đứa mất dạy nào nó tới đây làm ô uế cửa đền. Con này ông thọt vào mồm mày bây giờ. Con mất dạy. Thế mày là đứa nào đấy? Dạ con là Đốt, vợ của Mõ đây. Thế hôm nay tao bảo chồng mày nó ra đình sớm cho ông sai việc, thế nó đi đâu mà lại vác con vợ sang quẳng ở đây? Chồng con đi vắng ạ. Thế hôm nay nó không biết nó có việc hay nó đi vắng là nó đi đâu mày bảo? Bẩm nhà con bận đi đánh golf ạ. Ôi, thời thế đảo điên, chó lại mặc váy lĩnh. Lớn khổ, đánh golf là dành cho những kẻ ăn trắng mặt trơn, người ta giàu có. Còn chồng mày trên răng dưới một rổ củ từ. Thế đi, đánh golf là đánh cái gì? Bẩm nhà con nó có hẹn với lại Tiger Woods ạ. Ô tiên sư, con này đánh gốp để đánh với người, tại đi sao đi đánh với con cọp gỗ? Dạ không, cái đấy là cái người nổi tiếng lắm, Tiger Woods là người ta chứ không phải là chứ không phải là con cọp gỗ. Tao chả cần biết cái thằng Tiger Woods là cái con gì nhá. Mà hôm nay đây, bây giờ này, có chồng là phải gánh vác giang sơn nhà chồng. Chồng mày hôm nay nó không có mặt thì mày phải làm thay việc làng, thế thôi. Bẩm ông, thế làng nay có việc gì thế ông? Ôi giời ơi, sao mà sáng sớm mà sao mà rời nóng quá nhỉ? Đấy, thế mà nóng ông... Cụ sao thế? Cụ sao thế? Cụ sao thế? Tỉnh rồi. Sao thế? Không, cụ mày lâu lâu lại có cân chuyển. Thế à? Thế, thôi chuyện của làng cũng to đấy, nhưng mà cái này to hơn. Cụ gác chuyện làng sang một bên đi. Gác chuyện làng sang một bên. Đúng, từ xưa giờ chỉ nhìn thấy thằng mõ, chưa có bao giờ nom thấy vợ thằng mõ đâu. Bẩm cụ khen thì con cảm ơn, nhưng mà con xin mạn phép nhắc cụ là cụ phải cẩn thận mồm miệng nha, kẻo ngộ nhỡ vợ cụ mà nghe thấy thì có mà ốm đòn đấy. Rất khổ, con phải việc gì phải lo bò trắng răng đấy. Này, dạ. Có tao ở đây chả đứa nào dám động đến mày đâu. Không, con bảo ốm đòn đấy là nghĩa cụ ốm đòn đấy chứ đâu phải con. Ừ nhỉ, mày nhắc thì ông mới nhớ. Nhớ xong nổi hết cả da gà lên. Cấm khổ, con vợ tao nó tợn lắm. Mà số kiếp tao thế thì phải đành chịu thôi. Vâng. Nhiều khi ấy, nó buồn buồn nó lại sáng tao vài bợp tai. Nhưng mà thôi, tao làm ấy thì tao cũng dáng nhịn đi, cho gia đình nó trong ấm ngoài êm, chứ tao sợ gì nó. Thế thì bà nhà có phước quá. Số con nó đúng là số ăn mày cụ ạ. Chồng con thì nó dữ lắm. Nó chỉ cần trừng mắt thôi á, thì bố bảo con cũng chẳng dám cãi cụ ạ. Ấy thế mà ông giời không có mắt. Đáng lý ra người hiền như mày phải lấy tao làm chồng mới đúng. Mới gọi là lồi lào úp vung lấy, hiểu? Cụ,
À, thế được mấy đứa con rồi? À, dạ bẩm cụ, vợ chồng con thì hiếm muộn nên bây giờ mới chỉ được có 6 đứa thôi ạ. Ô, hiếm muộn mà được 6 đứa á? Vâng. Gớm, nằm cái bên dưới nó xà thế kia thì chả có con nhiều là gì. Này, dạ, vợ thằng Mó. Vâng. Hôm nào mát rời mày ra bờ ao cho ông gửi đứa. Ấy chết, cụ nói thế thì còn gì là tôn ti trật tự. Quan trên trông xuống người ta trông vào sao mà được. Gươm khổ việc gai gu thì cho gì phải tôn chi trật tự. Này, dạ, ông thì tuy là lá ngọc cành vàng nhưng ông không bao giờ phân biệt giàu nghèo gì cả, miễn sao đẹp là ông thích thôi. Đấy, bởi người ta có câu là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh. Ấy thế là lô lai, là lum bổ anh, là xem lum bổ ten. Nghĩa là gì cụ? Tắt đèn thì số 1 cũng như số 10, không có. Con là gái đã có chồng, cụ mà dê con thì con kêu làng nước lên cho mà xem nhá. Ôi anh Đốm ơi, ôi làng nước ơi, cụ xã cụ dê con. Cấm một, cấm một, ô cụ ra này. Này, dạ. Ông buồn quá, ông đứng đây ông đùa với mày cho đỡ boring thôi nhá. Tiên sư nhà mày, mày làm gì mày la to thế hả? Ừ, này, dạ. Ông nói cho mình nghe nhá, ông bà mình vẫn có cái câu này nhá. Kình nghe thì vui thú, kình nghe tép tôm lại cứ vui bề tép tôm. Thế bây giờ mày uống thuốc vào mày nằm ngủ, mày chả mơ được đĩa đeo chân hạc với con ạ. Gớm khổ. Này, dạ. Mày có biết câu con màu không? Ôi, thị màu thì ai mà chả biết nó. Hồi trước ấy nó còn đi thi hoa hậu chung với con mà. Mày mà cũng thi hoa hậu á? Vâng, đợt ấy thì nó thì trúng được giải hoa hậu ăn ảnh. Còn con thì con trúng được giải hoa hậu duyên dáng. Gớm khổ, cả làng này ban giám khảo nó mù hết hay sao mà lại cho mày cái giải hoa hậu duyên dáng? Tự cụ ấy, cụ chỉ thích vẻ đẹp bề ngoài nên cụ mới nói thế. Chứ sách đã dạy rằng nhá, có duyên ấy thì nó ẩn cả vào trong, vô duyên thì nó lại bong ra ngoài. Bao nhiêu cái đẹp cái duyên của con nó ẩn cả hết vào người trong của con ấy, nên cũng không thấy đấy. Mẹ người mày cứ căng lên như bánh phồng tôm, cái nó ẩn vào đâu hả? Bao nhiêu nó lại bong hết ra đấy rồi chứ còn đâu. Mày mà ẩn ngược vào trong mày thở được à? Cụ. Này, dạ. Mà thôi dẹp chuyện đấy đi. Ngày hôm nay ấy là con Màu ấy nó có việc. Dạ. Mày ấy phải đi ra, mày giao cho mời cả làng đến đây mà ăn khoán. Thế à? Thế giao làm sao hả cụ? Nghe tao giao rồi đọc lại một lần. Vâng. Nghe đây này. Dạ. Chiêng làng chiêng cha. Dạ. Thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông tên là Màu Thị. Ấy cụ. Con Thị Màu, đó tên là Thị Màu, sao cụ lại gọi nó là Màu Thị? Mày dốt, mày không theo kịp thời đại rồi con ạ. À, ngày xưa ở làng mình nó gọi là Thị Màu. Vâng. Nhưng bây giờ Mỹ Tây nó sang, nó làm, nó đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ nó phải đổi ngược lại tên là Màu Thị, hiểu chưa? Ồ, thế ồ, thế Mỹ mày tên gọi gì? Ngược. Con á, tên thật trong giấy khai sinh của con á, tên là Trần Thị Cởi. Đấy, mày sang Mỹ nó đổi lại là Cởi Trần ngay. Con chẳng dám xuất cảnh sang Mỹ đâu cụ ạ. À, qua đấy thì nó cứ bắt con tối ngày cởi trần thì chết bỏ mẹ cụ nhỉ. Này, đọc lại một lần cho ông nghe xem. Mắc mớ gì mà con phải thuộc để đọc lại một lần. Đây, con đã thâu sẵn vào đây này, cụ nghe nhá. Chiêng làng chiêng cha, thượng hạ Tây Đông. Con gái phú ông mày kiếm đâu ra cái quái gì mà hay thế? Việt kiều Mỹ gửi tặng cái máy thâu đấy. Con đâu có cần phải thuộc, con chỉ việc đi khắp làng gõ mõ rồi bật máy lên cho cả làng nghe là được rồi. Hay gì thế? Đâm ra hay tự dưng mày mở lên lại nghe chiêng làng chị. Em mày chơi xỏ tao à? Sao cụ? Mày là mõ hay tao là mõ? Tự dưng xong mày mở này lên xong cả làng bảo tao là thằng mõ à? Cụ à, thì coi như là con gõ mõ, cụ giao coi như là chúng mình xong ca ấy.
đây. Thôi thôi cụ ơi, thôi để cho con đi giao một vòng đi rồi đổi về con còn con, cho con bú nhá. Thôi con đi đi nhá cụ. Bú mớm gì sớm thế. Dạ bà đây. Dạ. Đây này, một tí nữa đấy là thằng Phú Hộ đấy nó dẫn con nó đến. Dạ vâng. Bây giờ nếu mà nó đến mà nó nhận tội thì khỏi cần phải giao. Còn nó không nhận tội thì mày cứ bắt nó gia đình mà ăn khoán. Để mày mới lúc đấy mày mới cần đi giao. Bây giờ dọn nước non đi, cụ tránh sắp đến rồi đấy. Dạ vâng, vậy con làm liền. Gớm khổ, từ sáng đến giờ có mỗi mình ông. Ồ, dạ, con lại cụ Tránh à. Ờ, ông xã. Vâng. Ừ. Dạ, con chào cụ Tránh. Mày là đứa nào mà sáng sớm ra sân đình ăn mặc sexy quá vậy? Lũ tao có mổ máu dê sao? À, nó là vợ của thằng Mõ Đốt đấy ạ. Vậy à? Vâng. Ai design cho mày cái áo mà sao mát mẻ dữ vậy? À, dạ, à, Cao Văn Hiệp. Ồ, sang bên này. À, cụ Tránh, cụ Tránh. Ồ, chảy máu cam rồi đây này. Vậy à? Lắm khổ. Đây, mày đứng đây tí hồi cụ Tránh là học máu ra bây giờ. Sang bên này. Dạ vâng. Vâng, con rước cụ Tránh ngồi ạ. À. Ừ. Vâng. Giờ này sao chưa thấy cha con Thị Mầu tới vậy? Vâng, vẫn chưa thấy cha con nó đến. Chắc kẹt xe quá. Ô, cả làng mình đi bộ mà kẹt xe gì? Ông không có lộc ăn, thấy không? Cả năm trời nè, mà làng này chỉ có một đứa chữ quan thôi. Hồi tôi còn làm xã trưởng đó hả? Tháng nào cũng có đứa có bầu hết trơn á. Ăn tiệc mệt nghỉ. Hết nhiệm kỳ này hả? Tôi đề nghị ông từ chức đi, đừng có tái ứng cử nữa. Thị Mầu tới. Đưa phạm nhân mà làm như rước hoàng hậu. Cho vào. Cho nó vào đi. Thế là đời nát bét, chảnh dụng suốt kiếp. Chẳng dám mà gì giờ thì nát bét. Chứ nó mà đẻ con cái như thế này mà đẻ ra cái trứng mà tôi luộc, tôi chấm muối tiêu tôi ăn cho nó rồi. Thằng kia, tao cho gọi con Thị Mầu chứ tao không cho gọi con Thị Lỡ. Đúng. Dạ, con chào cụ Tránh, dạ, chào ông xã. Dạ, hôm nay là tôi dẫn con Mầu nhà tôi đến đây. Đâu? Con Mầu đâu? Mầu ơi, mày đâu đó? Đang nói chuyện với Thủ tướng Canada. Đi vào đây. Từ đầu con vào liền. Nói đi anh, đừng nằm trên bàn. Bảo nó nhanh nhanh đi. Cứ đi anh, nói đi anh, cuộc tình mình sẽ lâu dài, 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 dài. Và anh hỏng đến thăm em chiều mưa vẫn bay vậy. Hay bao cô gái khiến con tim anh lạc lối họ. Sao anh gian dối để trong lòng em suối bời hò. Tình như hạt mưa làm ướt mắt em đó. Ta bảo, mờ mắt mày mà mù mắt mố mày đây này. Thử, đã vào đến công đường rồi mày còn không lo mày chào cụ Tránh với ông xã đây còn trố cái mắt rồi đấy. Có trố đâu mang kiến, có trố đâu mà trố thấy rồi mà nói thêm hả? Còn không mau chào. Từ từ, cái gì cũng phải từ từ, chào cũng phải từ từ, cũng phải có duyên dáng chứ. Dạ, Jennifer Thị Mầu và cụ xã Cát Tường. Cháu chào cụ. Dạ, dạ, Jennifer Thị Mầu, anh Chánh mạnh giỏi. Cái gì vậy? Cái gì vậy Mầu? Hả? Trời ơi, bộ ở đây cũng có bọn khủng bố nữa hả? Đâu phải, ông xã ông bỏ búa. Trời, vậy mà tưởng nó bỏ bom không à? Em trời bị... ơi, em ư bị xỉu lắm tại em bị bệnh tim thầm. Trời ơi. Dạ, cho nên gõ nhẹ nhẹ thôi. Này, con nào? Dạ. Dạ. Tại sao á, cả cái làng này ai cũng gọi là cụ Tránh. Dạ. Chị riêng mày, mày lại gọi là anh Tránh là thế nào? Là tại vì anh Tránh anh tới nhà anh dê thẳng con mà. Anh nói Mầu ơi, đừng kêu anh bằng cu. Gì? À không, bằng cu lộn. Nhìn mặt anh cái em nhớ cú không vậy à? Ô, hóa ra cả làng này tập họp toàn là chức sắc có máu dê. Bây giờ mới biết nhìn mặt là đoán liền rồi. Ông xã thông cảm, bị bữa đó nhậu xỉn quá tôi đâu có nhớ mặt nó. Mau 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 con qua đây, con qua đây.
la nữa hả? Từ từ chạy qua. Con ơi, cái chuyện cụ tránh dê con là cái chuyện trong xó bếp. Đâu có, ở ngoài phòng khách mà. Trời ơi. Trời ơi, cái gì ra quyển đường là xó bếp nói xó bếp, phòng khách nói phòng khách. Mình phải xác định đúng vị trí người ta xử nó mới vô. Bố lại mày. Nhưng con mà đây là trước công đường, con phải cẩn thận mồm mép. Dạ. Là vì con phải nhớ là miệng nhà quan có gan có thép, hiểu chưa? Chưa, hiểu chưa rồi. Mà tại miệng con có keo có dao sợ gì. Trời ơi, có gì đâu con sợ. Mà con nói bố nghe, bây giờ con góp ý thiệt. Cha con mới nói cái môi bố thâm đen lắm rồi. Con mụ đớp, mụ đi đâu vậy? Không biết ta đang nói chuyện mất lịch sự dễ sợ luôn mà. Nói bố nghe nha, cái đó là cực dữ lắm á. Đừng có bẩm mà ăn nói chuyện mà như vậy hoài. Rồi mất mẹ cái môi, mà cái mặt không có cái môi làm sao mà coi. Mà cái mặt đã xấu rồi đó. Đứng vào đây, đứng vào bên này cho bố nói chuyện. Người ta góp ý không nghe. Chỗ này là công đường chứ không phải chỗ mà hai cha con đứng tâm sự. Dạ. Thế dạ. Bây giờ ông nói thế nào? Dạ thưa hai cụ, sách có câu: con dại cái mang, tội quy vu trưởng. Con màu nhà tôi nó còn dại. Nào. Nó lỡ dại nó khôn 3 năm dại 1 giờ. Đâu có là 1 giờ đâu, 10 phút là xong hết trơn hả? Đâu có tới 1 giờ dữ vậy trời ơi. Trời ơi, thiệt. Đi ra quyển đường 10 phút nói 10 phút, 1 giờ nói 1 giờ. Người ta biết giờ giúp người ta sửa, 1 giờ nó chạc thêm tiền trả chết luôn. Con là thật lòng lắm. Tao lại mày. À, dạ thưa, xin hai cụ cũng nghĩ đến cái tình mà hai cụ quanh năm suốt tháng ăn nhậu ở nhà tôi mà xin nới tay này, làm phước ạ. Tôi nói cho ông biết nhá, quân pháp bất vị thân, phép vua còn phải thua lễ làng. Cả năm nay bố tiên sư nó làng mới vớ được cái một vụ chữa hoa. À, nói vậy hôm nay em không mở chữa. Hàng, em mở hàng có chữa đầu tiên hả? Mày đấy, mày chữa đầu tiên đấy. Đúng rồi, tiếp tục xử đi ông xã. Dạ không. Bỏ qua bữa nhậu uống. Dạ không, tôi đâu có dám xin hai cụ bỏ qua. Chỉ xin hai cụ dơ cao đánh khẽ cho cha con tôi nhờ ấy mà. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Bây giờ là ăn thua là con ông thôi. Nó có chịu khai hay là không chịu khai thôi. Trong hồ sơ tôi đã ghi rành rành ra đây này. Thế con màu mày có chịu thú tội hay không? Dạ. Xã ơi, xử xử lẹ lẹ đi. Còn ăn trưa nữa, đói quá rồi. Trời ơi, mày đặt ăn trưa rồi nó thân mới lớn mà mày đặt ăn hoài. Này, phiên tòa bắt con Đức. Dạ. Mang cái búa ra đây. Tiên sư mày, cả cái đình này có mỗi cái búa này gãy mẹ nó cán luôn rồi. Trời ơi. Ờ, đó vậy đi. Trời ơi, dạ. Cái búa mà bà làm gì bà cầm đây. Cầm hồ lô. Dạ đây. Ôi, sao ông xã? Đó tay không? Đỡ phụ cái. Ôi trời ơi. Tiên sư nhà mày chứ. Không, nhẹ không còn cái búa nào à. Mày mang cái búa này, cái trọng lượng nó gấp 4 lần tao à. Cầm có một tay mà ông cầm thế cả người. Mày lực lưỡng thế kia mà. Người mày không cần tập tạ mày cũng đấy đà thế. Tao thì người ta cầm cái này cho tao chết à. Này, xài tạm đi. Bây giờ thế nào? Phiên tòa bắt đầu đây. Dạ. Mà nói cho qua nghe nha. Nói qua nghe nè. Biết sao mà ba của con nói tiếng Bắc mà con nói tiếng Nam không? Tại con muốn chơi sóc hàng đó. Con nói thiệt đó. Đừng có nhìn con giải thích thôi. Là tại vì hỏi ổng khi hồi nhỏ đó, hồi lúc mới nhú đầu lớn được cái chút với trên luyện mình vô nội trú Gia Long đó, rồi xong toàn là nói tiếng Lam quên mẹ tiếng Bắc. Cái này thì ông xã khỏi có thắc mắc. Tôi cũng dân Bắc Kỳ nè. Nhưng mà đó vô trong Nam làm đồng tiền con su riết là quên tiếng Bắc luôn à. Dạ đúng rồi, thì ông vô đó ông cạo mũ ông ăn riết là ông quên mất tiêu rồi. Ông ấy, nó nói tôi còn tin, còn ông nói làm sao tôi tin được. Tôi nhìn cái giấy khai sinh của ông đẻ Cà Mau mà. Ủa, nói vậy chắc tôi xài lộn khai sinh người khác. Cô trắng thì thiệt. Này, dạ. Bây giờ thế nào? Dạ. Này, tao bảo cho con màu biết. Dạ. Cái làng này á là nổi tiếng là mẫu mực. Dạ. Nhá, gương mẫu về thuần phong mỹ tục. Dạ. Quá chồng ấy còn chưa được tái giá nữa. Tại sao mày là con gái lại chữa hoang? Tại vì bữa có mang thuốc mà quên uống để ngừa. Con này mày bẻm mép vậy? Thì có sao tao nói hỏi vậy? Mày này. Dạ. Mày ngủ với thằng nào ấy mày phải khai ra. Để làng bỏ tù nó. Mày không khai á mà mày đi tù này, rồi bố mày phải làm cố đại cả làng.
Tổng số dân làng ở đây là 1.800 nhân khẩu, nặng lắm đó nha con. Con nghe chưa con, Màu nghe chưa Màu. Ủa bộ ba khóc hả? Tao khóc đó. Tao ơi, mày cái giọng ánh tưởng Trần Thái Hòa nó hát đêm đông. Giọng trầm quá. Tâm cái đầu mày nó phen này thì bố phải bán nhà mất con ơi. Sao vậy? Thị trường địa ốc nó đang xuống, bố không muốn bán con ạ. Thôi thế thương bố khai đi con. Đứa nào làm mày có bầu khai đi con. Trời ơi, con cũng muốn khai lắm mà tại vì bố đó cúp điện không nhớ mặt được thằng nào. Cúp cái đầu mày chứ cúp. Ừ, mày coi đây này. À, đừng ba ơi, trời ơi Samsung này nhiều tiền, ba đừng, mấy quan này tham lắm. Ba ơi đừng mà. Mày đi ra con khuyên ba, ba đừng. Cúp đi, đây đây, mà coi đây. Trời ơi, hết hồn chưa. Trời ơi, Samsung này mà chơi đồ 8 thế kỷ trước á, chịu nổi không? Đây, mày coi đi. 1.800 người, mà 10 người một hồi vị trí là 180 thôi. Xin lỗi đi, thôi là bàn đó phải không? Đúng rồi. Rồi ba nói tiếng Bắc còn dịch sang tiếng Nam đi. 180 bàn có gì đâu lo. Ba cho mỗi một bàn một dĩa cơm chiên cá mặn, xúc một đống muối thảy vô trong đó, nó ăn một muỗng, nó uống 80 ngụm nước, nó lòi bụng, nó là bụng đâu nữa à. Thế muối với cá mày không mua tốn tiền hả con? Sao này? Dạ. Bố con mày phải hiểu là cái làng này toàn là chức sắc việc làng đấy. Dạ. Nhá. Chứ không phải cô hồn đâu, muốn bố thí cái gì ăn thì phải ăn. Dạ. Cụ Tránh, menu soạn đâu rồi, đọc cho chúng nghe đi. Có đây, thức nguyên đêm đó. Trời ơi, thấy ghê không? Special menu for chữ hoa. Món thứ nhất, đặc sản ốc dồi dồi. Thứ nhì, lobster xào hành gừng. Thứ ba, dì cá nướng tui. Thứ bốn, nhung nai chân cách thủy. Thứ năm, sừng tê giác đậu trắng. Thứ sáu, móng gấu ngâm mật gấu. Thứ bảy, gà đen hầm thuốc bắc. Cụ ơi, gà trắng còn chết chứ xá gì gà đen. Đấy là còn thiếu đấy. Còn thiếu một món tráng mồm. Trời. Đúng rồi, dessert vịt Bắc Kinh. Cái gì vậy bố? Con nghe chưa? Dạ nghe. Mấy món kia sơn nào hải vị như thế. Dạ. Rồi đến món tráng miệng nó còn đòi vịt Bắc Kinh thì bố tao sống dậy chịu cũng không nổi đừng con. Đừng có lo ba, đừng có lo. Trời mấy ổng tham ăn vậy đó, ăn tráng miệng mà đòi ăn vịt Bắc Kinh. Vịt nó đâu có ít mỡ đâu, kệ cho nó ăn đi, mỡ đóng ở trong mỏ nó khỏi thở đâu con. Con thấy thương bố khai đi con. Dạ. Bây giờ mày có khai hay không? Trời ơi, con khổ quá, ác bức quá, em khổ quá. Chánh ơi, Chánh, em nhiều boyfriend lắm, làm sao nhớ được. Con ơi! Em bị tim thầm mà. Ông xã ơi, bé Màu tim thầm, tôi thì thầm tim. Ông cứ gõ búa hoài, nó xỉu, nó xà vô người tôi. Già rồi, sức đâu chống nổi. Con kia, mày đứng lên ngay. Dạ. Mày thì tim thòng, ông này thì thòng tim. Dạ. Mày cứ sát sát vào thế để ông thòng hết xuống bây giờ. Trời ơi, đừng có lo, cỡ tuổi ổng mà còn cái để thòng là cũng mừng lắm á. Bước sang bên này. Dạ. Này. Dạ. Bây giờ thế nào? Hay là con chỉ đại được không? Áp bức quá chỉ đại được không? Con thông minh quá. Đó. Con cứ chỉ đại đi rồi cha con. Mình thoát ra. Nè. Cái làng này đâu có máy thử máu đâu mà con sợ. Công nhận cha khôn hơn con quá. Bây giờ trong làng này cha thù thằng nào cha nói đi. Nói gì? Con khai ra là chết mẹ nó luôn chứ chi. Bố nói cho con nghe, nếu mà thù thì bố thù cả làng. Nhưng mà bây giờ như thế này, con cứ chỉ đại cái thằng năm con cụ Tránh vô. Tại sao phải chỉ thằng đó? Tại vì bố ghét nó lắm. Tại sao vậy? Tại vì nó đánh cờ tướng nó cũng ăn bố này. Dạ. Nó chọi trâu đá gà cũng ăn bố hết. Dạ. Chỉ thằng đó. Là tại vì bố dở quá rồi, yếu yếu bày đặt ra gió già, bày đặt ra với con nít chơi không lại rồi thù giặc người ta. Thôi được rồi thằng, á thằng năm hỏng được. Tại sao không được? Nó bê đê. Trời trời, bê đê làm sao làm có bầu, người ta phai đau ra con tội đứt bồ luôn à. Này, bậy, phải khai là phải khai cho đúng tội, phải khai cho đúng người. Mày ngủ với thằng nào mày nói nhanh lên mày. Đúng rồi, không khai hả thì cho đi tù một không đi. Con ơi, con nhớ chưa? Con nhớ ra rồi. Cháu nó nhớ rồi. Nghe nói chuyện mà nóng rồi. Mũ đếp. Dạ. Sao mày không mở máy lạnh? Ôi trời ơi, sao cụ lẩm cẩm thế? Giữa sân đình làm gì mà có máy lạnh? Vậy mày không biết đứng sau quạt người ta à? Vâng, để con đi lấy cái quạt. Nóng quá. Con nhớ chưa, con khai đi, hai cụ đang chờ con đấy. Con nhớ rồi đế đi ơi. Con khai đi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Vậy thì em kể đi. Con nhớ rồi xã ơi. Khai đi. Dạ, con khai đây. Con kể đây. Kể đi em.
tôi kể các người nghe. Cháu nó kể. Đời con thì mâu thực là sung sướng. Đến tuổi cặp kê, cô có nhiều trai theo, nên lắm điều mộng mơ. Sao vậy? Tần khúc chiều mưa nguyện anh trình. Cái mồm, bây giờ ta bảo mày khai. Kêu ngào. Ta bảo mày khai chứ mày mày làm bầm mày đọc cái gì đấy. Từ từ nó phải có mở đầu rồi tới giữa nó mới kết thúc được đó. Mưa mỗi lúc một tô, cô mới tìm chùa trú mưa, xong cô mới ghé vô nhà. Mày ghé vào nhà ai? Ý không phải nhà mà là chuồng bò. Nhớ rồi, chuồng bò. Cái tự nhiên có một ông to cao, ông tiến tới gần con và ông hát gì nè. Đêm nay ai đưa em về, đường khuya mưa rơi nấu nè. Con nghe hát xong rồi con xúc động bồi hồi. Gì kỳ vậy? Bà Mau ơi. Ta bảo chứ sư con này nó chuyển tông liên tục nhỉ? Bộ nó hát hay lắm hay sao mà mày xúc động? Hát dở ẹt à. Mà tại vì con nói bà nghe chuồng bò nhiều rơm lắm. Mà bà có nghe câu này không? Lửa gần rơm cháy chuồng bò không? Này dạ. Cái lửa gần rơm đấy mày bảo mày thấy chuồng bò rơm nhiều thì ít nhất phải mày phải nhớ được cái mặt nó chứ. Trời. Mày tả cái mặt nó xem. Trời đấy, ơi trời đấy, đấy. Lúc đó con mắt nó lim dim rồi làm sao mà thấy được mà nhớ. Trời ơi hỏi ác ghê rồi trời ơi. Con ơi con không nhớ rõ để con phải nhớ láng máng nó là nó cao hay nó thấp hay nó béo hay nó gầy chứ con. Đúng rồi đế đi nói đúng rồi. Em nhớ rồi Chánh ơi. Nhớ hả? Anh ấy to cao. Sao? Mặt tròn. Rồi sao nữa? Anh ấy có hàm râu bạch kim. Hả? Và có một cái đặc điểm nhận dạng chính xác. Đúng rồi, một rồi. Một rồi. Tóm cổ thằng Chánh nhớ lại. Nghe lên. Cái gì? Ông xã nói gì? Tóm cổ mày nhớ lại. Mình mất xong tự nhiên mà tóm cổ tôi là sao? Nó tả ông rồi còn ai nữa. Tướng ta to cao mặt tròn như cái nguyệt. Có râu bạch kim. Có cái nốt ruồi bên mép. Tiên sư mày bắt nó ngay đi. Ê khoan. Con Mau, tao có thù gì dòng họ nha mày. Mày đừng đỡ hại tao. Thằng Mau ăn nóc bắt tao đổ vỏ hả? Mày chi tao có chấm bút gì tao mới gồng mình tao chịu chứ. Ông giận lắm phải không? Ông xã, kết thúc vụ án lại lên. Để nó đứng nó khai tầm bậy tầm bạ hồi hả? Tới tay vợ tôi, nó đuổi tôi ra chuồng bò ngủ thiệt không phải chơi à? Ta kết thúc vụ án này. Trời ơi. Ôi giời, cái này nó nặng thế. Ông cần con phụ không? Mày đỡ lên hộ ta cái. Ông xã người ông nhỏ mà búa ông to quá. Tiền An. Khoan. Đứa nào đây? Ai vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Gì vậy? Khoan. Các người đừng tuyên án. Đừng tuyên án. Mày là đứa nào? My name is Snow. I do know. Yes, I am Snow. Dạ, thưa hai cụ, thằng Snow này là cái thằng nó ở đợi nhà tôi đấy ạ. Tôi chính là thủ phạm, là tác giả bào thai của Thị Màu. Anh nhận vậy là anh ở chịu ở tù thay thế cho em hả? Em Màu ơi, bao nhiêu năm qua anh hầu hạ em, anh bưng nước cho em rửa chân. Yes. Cho nên anh thường xuyên rình coi em tắm. Trời ơi. Nhưng mà em ác lắm Màu à. Hả? Tại sao em đối xử với anh tàn nhẫn như vậy chứ? Em làm cái gì chứ? Tại sao em lại tắm vào ban đêm kia chứ? Em thích. Anh rình hoài mà không thấy gì cả. Trời ơi, em biết là nỗi quốc ức của anh như thế nào hay không? Cho nên anh tha thiết yêu em giống như trong cồn người phu khiên kiểu cưới. Và hôm nay sao anh? Anh quyết định tới đây bày tỏ tình yêu của anh với tất cả mọi người bằng cách nhận anh là tác giả của cái bào thai này. Hết. Hay quá anh ơi, trời ơi, con người anh nhỏ bé mà tâm hồn anh cao thượng quá. Mà trời ơi, mấy con quỷ kia nó ác ghê, mấy lâu nay nó đồn anh bóng. Không, anh không báo. Thì đó, em nói đâu có thằng bóng nào mà xấu dữ vậy. Trời ơi, anh ơi, em nói cho anh nghe. Cô giáo ngày xưa có dạy em rằng. Hả? Bậu. Anh, cô nói đừng thấy thằng nhỏ con mà tưởng rằng trong người nó thứ nào cũng nhỏ.
Không đâu, trời xanh có cái này cái kia, nếu tất cả đều nhỏ trời sẽ cho nó cái khác bự để bù. Cái bự của anh là trái tim anh đó nơi. Em bầu. No. Em hãy ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ em biết. Anh ơi, vào trong tù cẩn thận nha. Anh biết rồi. Qua cha em dặn dò gì? Dạ thưa ông. Thôi thì đến nước này thì thôi con cứ vui vẻ con vào ở tù nhé. Dạ. Thế thì mãn hạn ra đó thì ông lại cho con về nhà ông con ở đợi tiếp tục. Trời ơi, dạ. Sao cuộc đời con hết ở đợi tới ở tù vậy ông? Anh. Em. Hả? Anh chia tay với em nè. Dạ. Anh chúc cho Màu mẹ tròn con vuông nha. Trời ác quá, tôi tròn vậy nó chút nữa tôi lăn hay gì trời ơi. Con tôi mà vuông làm như bánh chưng bánh dày. Em Màu. Anh Nô. Hãy ráng chờ anh em nha. Yeah. Đừng lấy thằng nào nhé em. Oh yeah. Anh hứa khi ở trong tù. Sao anh? Anh sẽ ráng tìm cho được lá diêu bông. Trời ơi. Để anh về, em gọi anh là chồng. Anh ơi, ráng nha anh. Ráng ở tù nha anh. Xong cố rồi. Gắng ở tù cho tốt nha anh. Anh biết rồi, xong rồi, chia tay xong rồi. Tuyền An. Quang. Chuyện các người. Các người cứ làm. Trời đất ơi. Lửa là phải hủy. Ra tay đi. Sao giống đời cô lũ quá vậy? Thì đó bây giờ chuyển sang đời cô nô. Trời, trời ơi. Sao giống xả? Mày đang đỡ cái búa sao mày phải thả ác thế hả thằng Lô? Con cũng đỡ cụ mà. Không xả. Bắt nó đi. Đem nó đi ngay đây. Em Màu, 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 Màu. Anh no. Đem nó đi. Em Màu. No. Đem nó đi đi. Đem thì nó đi ngay. Con tao mày. Tuột mấy tao bây giờ. Buồn già. No. Nghe anh nói nè. No. Xin phải hôn anh một lần. Con em sẽ hôn anh. Trời. Mai ta đã xa nhau thật rồi. Ê, cô chạy, cô chạy. Em biết khi tan bóng đêm. Oh yeah. Bình minh rồi sẽ mang anh thật. Bè tiếp nha. Come on, come on. Tiên sư chúng mày, bây giờ còn chờ đến bình minh mới mang nó đi à? Mang ngay bây giờ. Em Màu.